Bỏ ra đâu, bỏ ra trong đâu. Cứ để một nửa cái đấy để kỹ xem tao đọc xong này đã. Hả? Không. Nữa bỏ riêng con nào ra con đấy. Đấy con đọc gì kia. Ừ, đọc ra vậy. Đó, đọc ra mới cân thôi. Cứ cân không cân. Cứ để lên bàn này con ta. Cân thôi. Dạ. Hai cái nữa chắc là cân thôi. Đi được. Thì đấy cho tất là cân thế đấy. Đấy được mấy nạng? Năm nạng cái con to được, năm nạng là con bé được không? Cho tất thế để chấm cái cho đặt vào cái sỏ ông thơ chưa? Cái lưỡi vào cái sỏ là hắn thích. Cân thì cứ tính ra khoảng